Xin chào tất cả các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình giáo dục trên truyền hình bộ môn giáo dục công dân. Cô là Hạng Thị Thanh Vinh, giáo viên trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Hôm nay cô cùng đồng hành với chúng ta trong bài học này. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình sách vở để sẵn sàng cho tiết học. Ở tiết học trước, em đã tìm hiểu về nội dung bài 8, pháp luật và sự phát triển của công dân. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại. Trong bài học đó, các em trong thời lượng 2 tiết, các em học về quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. Các em cần nắm cho cô về quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền được phát triển của công dân, gồm có khái niệm, nội dung của các quyền. Và sau đó, cần nắm về ý nghĩa của quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân, cũng như là trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và được phát triển của công dân. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại bằng một số câu trắc nghiệm. Câu 1. Nhà nước áp dụng chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em là tạo điều kiện để các em được hưởng quyền A. Giám định, B. Phát triển, C. Tự quyết và D. Tham vấn. Vậy chúng ta chọn đáp án nào ạ? Ở đây mẹ em lưu ý đó là chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em. Như vậy chúng ta có dữ liệu như vậy thì đây chính là một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân, cho nên đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án B, phát triển. Như vậy đây là quyền được phát triển. Chúng ta câu 2. Nội dung nào sau đây không thuộc quyền được phát triển của công dân? Tiến hành hợp lý hóa sản xuất, tham gia các hoạt động văn hóa, được cung cấp thông tin và được chăm sóc sức khỏe. Như vậy, ở đây đáp án B, C, D, mẹ em thấy tham gia các hoạt động văn hóa, được cung cấp thông tin, được chăm sóc sức khỏe đều là những nội dung của quyền được phát triển của công dân. Cho nên đáp án của chúng ta, họ hỏi là không thuộc quyền, thì đáp án A ở đây là chính xác, đáp án A. Chúng ta chọn đúng không ạ? Chúng ta qua câu tiếp theo, câu 3. Bộ Y tế liên tục cập nhật tình hình và hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh COVID-19 mỗi ngày là bảo đảm quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào sau đây? A. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng. B. Được tham gia các hoạt động văn hóa. C. Được thay đổi hồ sơ bảo hiểm. Và D. Được cung cấp thông tin. Rõ ràng đại dịch COVID-19 làm cho chúng ta vô cùng lo lắng, cho nên việc liên tục cập nhật tình hình và hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh là quyền được cung cấp thông tin, một trong những nội dung của quyền được phát triển của công dân. Đáp án D là chính xác. Ở đây chúng ta cũng lưu ý đáp án A, B và D đều là những nội dung của quyền được phát triển. Câu 4. Ủy ban nhân dân tỉnh X đầu tư hạ tầng để cung cấp nhiều dịch vụ viễn thông đa dạng cho cả khu vực thành thị, nông thôn và miền núi. Ủy ban nhân dân tỉnh X đã bảo đảm thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào sau đây? A. Triển khai mô hình xóa đói giảm nghèo ở địa phương. B. Thẩm định ngân sách quốc gia. C. Được tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng. D. Vay vốn ưu đãi kinh doanh. Như vậy dữ liệu chúng ta ở đây là đầu tư hạ tầng để cung cấp nhiều dịch vụ viễn thông, thì đây chính là nội dung của quyền được phát triển, thể hiện ở được tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng. Đáp án C là chính xác. Câu 5. Việc nhà nước cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là tạo điều kiện để công dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây? A. Cung cấp thông tin. B. Lựa chọn dịch vụ y tế. C. Chăm sóc sức khỏe. Và D. Hưởng cứu trợ xã hội. Đáp án A, B, C là những nội dung của quyền được phát triển. Nhưng ở đây với việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là thể hiện cái nội dung là chăm sóc sức khỏe. Đáp án C là chính xác. Như vậy với 5 câu hỏi trắc nghiệm đó để chúng ta ôn lại cái quyền mà vừa rồi mới học, quyền được phát triển của công dân, thì bạn nào trả lời đúng hết không ạ? Vậy cô xin chúc mừng những bạn đã trả lời đúng. Còn những bạn mà nếu chưa chính xác hoặc chúng ta theo chưa kịp thì chúng ta có thể xem lại. Các em thân mến,
Chương trình giáo dục công dân của 12 chúng ta xuyên suốt từ đầu năm cho đến nay, từ bài 1 tới bài 8, tìm hiểu về các quyền của công dân như là công dân với các quyền bình đẳng, các quyền tự do cơ bản, các quyền dân chủ và vừa rồi là các quyền phát triển của công dân. Và qua đó giúp cho các em biết được quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên với một đất nước thì pháp luật lại có vai trò như thế nào? Thì nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ giải đáp bài 9 pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước. Bài học của chúng ta kết cấu chia làm hai đề mục lớn. Là một là vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Phần này em xem sách giáo khoa từ trang 93 tới trang 97 đã được Bộ Giáo dục giảm tải, cho nên chúng ta đọc thêm để hiểu về vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Còn chúng ta tìm hiểu về mục 2, đó là nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển bền vững của đất nước. Về nội dung này thì chúng ta chia làm nhiều nội dung nhỏ, đó là nội dung pháp luật về sự phát triển kinh tế, pháp luật về phát triển văn hóa, phần này chúng ta cũng đọc thêm, pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về quốc phòng an ninh. Như vậy, và bài học này chúng ta sẽ được chia làm 3 tiết học. Hôm nay chúng ta đi tiết học đầu tiên, tiết 1, pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước. Vậy đánh giá một cái đất nước phát triển bền vững thì chúng ta phải dựa vào những cái tiêu chí nào để xác định? Thì riêng với cái quan điểm về phát triển bền vững á, có rất là nhiều các quan điểm khác nhau. Tuy nhiên để mà đánh giá xác định một cái đất nước phát triển bền vững thì nó phải thỏa mãn 4 tiêu chí. Đó là về kinh tế, phải tăng trưởng liên tục và vững chắc. Về văn hóa xã hội, ổn định và phát triển. Môi trường được bảo vệ và cải thiện. Và quốc phòng an ninh vững chắc. Như vậy, dù quan điểm thế nào nhưng mà về xác định tiêu chí để đánh giá một đất nước phát triển, chúng ta phải thỏa mãn về mặt kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh. Và như vậy chúng ta cần quan tâm tất cả các mặt này để góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Hôm nay nội dung thứ nhất cô cho chúng ta sẽ tìm hiểu về phần kinh tế. Và cô mời các em xem một vài hình ảnh. Khi xem hình ảnh cô không chủ thích, cho nên là chúng ta cố gắng quan sát thật kỹ và nói cho cô xem những hình ảnh sau đề cập đến hoạt động gì và hoạt động trên thể hiện quyền nào của công dân. Chúng ta cùng xem ạ. Như vậy đây là hình ảnh gì ạ? Đó là một người bán, nhiều người mua đang chờ nhau để mua hàng, đúng không? Bên này là cảnh của những người xếp hàng để mua một loại hàng hóa. Một khung cảnh khác, hàng hóa chất đầy ở trên các kệ sẵn sàng. Và hình ảnh của những người tự do lựa chọn mặt hàng mà mình mong muốn. Về mém thì đã có cái sự khác biệt ở đây chưa? Thì đây chính là thể hiện cái hoạt động mua bán trong các thời kỳ phát triển kinh tế khác nhau của đất nước chúng ta. Và rõ ràng nó đã thay đổi theo nhiều chiều hướng. Và để có sự thay đổi đó thì có rất nhiều yếu tố cùng tác động vào. Và trong đó pháp luật có một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi cái quyền tự do kinh doanh của công dân được pháp luật ghi nhận đã đảm bảo một cái cơ sở pháp lý cho công dân tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Vậy thì cái quyền tự do kinh doanh của công dân được pháp luật quy định như thế nào? Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung quyền tự do kinh doanh. Quyền tự do kinh doanh của công dân. Về tự do kinh doanh của công dân thì được Hiến pháp 2013 quy định. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Như vậy là mẹ để nhấn mạnh là mọi người có quyền tự do kinh doanh. Và trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Và ngay cả cái luật doanh nghiệp, tại khoản 1 điều 7 cũng có ghi nhận tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Như vậy em thấy rằng gì, kinh doanh là một cái nhu cầu xã hội. Và việc biến một cái nhu cầu xã hội trở thành quy định của pháp luật, đó là cái tiền đề rất là quan trọng để công dân chúng ta là thể hiện cái quyền của mình. Chúng ta tìm hiểu về khái niệm. Thì trong đó, các hoạt động kinh doanh ở trong cuộc sống nó rất là đa dạng. Vậy thì nó thể hiện, cuối cùng người ta phân loại, đó là một là thể hiện ở hoạt động sản xuất,
2 là hoạt động tiêu thụ sản phẩm và 3 là hoạt động dịch vụ. Và nhìn ở trong cuộc sống mà em thấy trên thị trường thì các hoạt động kinh doanh cuối cùng tồn tại dưới các dạng hoặc là hoạt động sản xuất, hoạt động tiêu thụ sản phẩm hay là hoạt động dịch vụ rất là đa dạng và phong phú. Chúng ta tìm hiểu khái niệm. Tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh. Cô xin nhắc lại, tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh. Để gọn lại, cô tóm tắt bằng sơ đồ sau. Như vậy, một người kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật đi đăng ký kinh doanh và sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận thì có quyền là thực hiện quyền kinh doanh. Tuy nhiên, ở đây thì ta sẽ hỏi xem là điều kiện nào để có thể được đăng ký kinh doanh. Thì ít nhất trong những điều kiện thì chúng ta phải đạt một độ tuổi nhất định theo quy định pháp luật. Kinh doanh thì chúng ta phải có vốn. Chúng ta với những cái ngành nghề mà đặc thù thì chúng ta phải có văn bằng chứng chỉ, những cái yêu cầu riêng cho đặc thù của ngành. Và chúng ta phải đăng ký những cái ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đó, ít nhất là chúng ta phải đạt được những điều kiện đó. Và sau đó chúng ta đi đăng ký kinh doanh và được cơ quan nhà nước cấp phép thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cái quyền kinh doanh của mình. Và tuy nhiên cũng có những trường hợp chúng ta kinh doanh không cần giấy phép. Và cô cũng lưu ý chúng ta những trường hợp đó. Đó là các hộ gia đình sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối, những người bán hàng rong qua vặt, những người buôn chuyến, những người kinh doanh lưu động hay những là làm dịch vụ mà có thu nhập thấp. Thì tuy nhiên nếu mà kinh doanh những ngành nghề mà có điều kiện thì những đối tượng trên vẫn phải đăng ký kinh doanh. Bởi đây những cái ngành nghề có điều kiện thì chúng ta nếu có nhu cầu kinh doanh chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở các văn bản pháp luật của nhà nước. Chúng ta qua phần nội dung quyền tự do kinh doanh. Vậy sau khi được nhà nước cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh, bây giờ chúng ta kinh doanh gì đây ạ? Chúng ta quan sát ở trên thị trường, người thì chọn kinh doanh áo quần, người thì thôi mở trang trại chăn nuôi gia cầm chẳng hạn, người thì mở shop hoa, người thì là kinh doanh hàng thực phẩm ăn uống vân vân. Rõ ràng mém thể gì mọi người đều có quyền tự do lựa chọn ngành nghề mặt hàng kinh doanh, và đây thể hiện cái quyền được tự do lựa chọn ngành nghề mặt hàng kinh doanh. Và cũng tùy vào điều kiện khả năng của mình mà người này có chọn cho mình cái quy mô kinh doanh. Ví dụ họ có thể chọn quy mô kinh doanh tùy vào vốn của mình nhỏ hay lớn, địa bàn kinh doanh rộng hay hẹp, rồi ở trong hẻm sâu hay ở mặt phố. Tùy vào điều kiện khả năng sở thích của mỗi người. Và ví dụ có lẽ ví dụ ở đây là chúng ta thấy là cùng một mặt hàng kinh doanh là trái cây, nhưng mà mẹ em thấy rằng tùy vào vốn, tùy vào điều kiện, tùy vào khả năng, nhu cầu thì mỗi người đã chọn. Người thì chọn cho mình là một gánh hàng, xe đẩy thôi. Người thì mở một quầy trái cây lớn hay là một siêu thị để kinh doanh. Như vậy đó là chúng ta có quyền tự do lựa chọn quy mô kinh doanh. Và trên thị trường, mém thấy cái hình thức kinh doanh nó cũng được tổ chức rất là đa dạng. Như là đơn cử làm hộ gia đình, hay là mở các cái doanh nghiệp tư nhân, các cái công ty trách nhiệm hữu hạn vân vân, hay công ty cổ phần. Như vậy chúng ta hoàn toàn được tự do lựa chọn tổ chức hình thức kinh doanh phù hợp với nhu cầu khả năng của mình. Đó. Như vậy mém thấy với những gì cô vừa trao đổi thì chúng ta thấy cái nội dung quyền tự do kinh doanh của chúng ta là công dân có quyền tự do lựa chọn và quyết định mặt hàng kinh doanh, quy mô kinh doanh và hình thức tổ chức kinh doanh. Vậy các em thân mến, với cái việc mà nhà nước quy định cái quyền tự do kinh doanh của chúng ta tại hiến pháp và các văn bản pháp luật khác đã mở đường cho một cái quyền rất lớn của công dân mà ở thời kỳ trước thì chúng ta, công dân chúng ta chưa được làm, chưa được phép. Và với cái việc đó thì mém thấy nó đã đóng góp. Thì ở đây có lẽ là đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào phát triển kinh tế xã hội. Là riêng với cái doanh nghiệp tư nhân thì mém thấy họ đóng góp 39% tổng đầu tư toàn xã hội, 43,22% của GDP, 1,72%
tỷ suất lợi nhuận. Về việc mà cho phép tư nhân công dân kinh doanh, nó có một ý nghĩa rất là lớn, đó là mọi công dân chúng ta sẽ là phát huy hết được cái năng lực, cái khả năng của mình để góp phần vừa làm giàu cho bản thân gia đình mà làm giàu cho đất nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước, đúng không ạ? Vậy thì trong kinh doanh thì chúng ta cũng phải có những nghĩa vụ nào? Như vậy, quyền thì bao giờ cũng đi liền với nghĩa vụ. Thì chúng ta xem một vài hình ảnh sau. Đây là hình ảnh của các cái chiến sĩ kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cái đơn vị kinh doanh. Rồi là đây là một hệ thống xử lý nước thải rất là hiện đại của một cái doanh nghiệp. Đây là hoạt động nộp thuế bằng nhiều hình thức nộp thuế khác nhau. Hoặc là pháp luật ban hành về luật bảo vệ quyền người tiêu dùng. Thì đây, qua đây mẹ em đoán được xem tự là người kinh doanh có nghĩa vụ gì chưa? Vậy đây chính là một số nghĩa vụ trong kinh doanh. Đó là trong kinh doanh thì nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh, những ngành nghề mà pháp luật không cấm, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuân thủ các quy định về quốc phòng an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Đây là những nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Đầu tiên là kinh doanh đúng ngành nghề. Như vậy trong quyền chúng ta đăng ký ngành nghề mặt hàng nào, thì khi được cấp phép thì chúng ta phải đảm bảo việc chúng ta kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. Và kinh doanh, không kinh doanh những cái ngành nghề mà pháp luật cấm. Vậy thì những ngành nghề pháp luật cấm thì cô có thể minh họa chúng ta. Tại điều 6 luật đầu tư năm 2014, theo nguồn của báo pháp luật, thì có những cái mặt hàng, những ngành nghề mà cấm đầu tư kinh doanh, đó là ma túy, hóa chất khoáng sản. Riêng phần này các em cũng sẽ hơi thắc mắc, thì chúng ta thấy đây là sẽ có phụ lục kèm theo về những cái ngành nghề mặt hàng cũng như là hóa chất khoáng sản gì thì nhà nước cấm kinh doanh. Nhưng chúng ta tìm hiểu thêm. Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, hoạt động mua bán mại dâm, mua bán người, mô bầu phận cơ thể người hoặc là sinh sản vô tính người. Đây là một số là ngành nghề mà cấm đầu tư kinh doanh, và còn nhiều ngành nghề khác nữa. Để mẹ em hiểu là vậy thì cơ sở nào để chúng ta xác định ra vì sao mà pháp luật lại cấm không cho kinh doanh những ngành nghề này? Thì rõ ràng khi kinh doanh nó mang lại cái yếu tố lợi nhuận, nhưng mà lợi nhuận cho mình mà lại hại tới người khác, ảnh hưởng đến là tình hình an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, rồi là thuần phong mỹ tục, văn hóa lịch sử truyền thống, và đặc biệt là sức khỏe của người tiêu dùng, thì rõ ràng đó là những cái ngành nghề, những lĩnh vực mà nhà nước chúng ta cấm. Như vậy cấm bởi vì nó ảnh hưởng tới là cộng đồng, tới xã hội. Vậy thì trong nghĩa vụ có một nghĩa vụ rất là quan trọng, đó là nghĩa vụ nộp thuế. Thì một số loại thuế mà em biết, em có thể thấy rằng trong kinh doanh người ta nộp thuế gì ạ? Thì đầu tiên là chúng ta hay nghe là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đặc biệt, thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, vân vân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thì tùy vào mà loại hình mặt hàng, quy mô kinh doanh thì chúng ta sẽ nộp các loại thuế khác nhau. Nhưng mà trong nghĩa vụ kinh doanh thì chúng ta phải thực hiện cái nghĩa vụ thuế với nhà nước. Vậy thì nhà nước căn cứ vào đâu để tính thuế? Thì ở đây là pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau, căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. Đặc biệt đối với những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực và địa bàn kinh doanh mà nhà nước khuyến khích đầu tư, ví dụ ở vùng sâu, vùng xa, những ngành nghề mà mang lại lợi ích cho cộng đồng, thì nhà nước rất là khuyến khích và có chế độ, có những chính sách thuế, ví dụ là miễn thuế đất, hoặc là những năm đầu thì miễn thuế chẳng hạn, để cho khuyến khích đầu tư để cùng là góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Cho nên là tùy vào các mức thuế khác nhau, thì tùy căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn khác nhau thì có các mức thuế khác nhau. Và chúng ta xem một đoạn video.
Để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu khẩu trang cho người dân phòng chống COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi và đưa ra các chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp tham gia sản xuất khẩu trang và đặc biệt là khẩu trang bằng vải kháng khuẩn. Theo đó thì đã có hàng triệu sản phẩm được đưa ra thị trường, góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi nỗi lo về dịch bệnh. Ngay từ khi nhận được lời kêu gọi chung tay sản xuất cung ứng khẩu trang cho thị trường, công ty may này đã lập tức ngưng lại nhiều dây chuyền sản xuất quần áo chuyên xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu để chuyển sang sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn. Nhờ có hệ thống máy móc công nghệ hiện đại nên việc chuyển hướng tương đối thuận lợi, đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn, chất lượng cho sản phẩm khẩu trang. Chúng tôi đã ngưng lại toàn bộ tất cả dây chuyền sản xuất bên hàng quần áo để chuyển sang là cái khẩu trang này. Tới thì chúng tôi sẽ sắp xếp sẽ tăng thêm cái thời gian làm việc và tăng thêm cái lượng chuyền để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của cái tình hình hiện tại. Cho đến nay đã có ít nhất 2,5 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn đã được cung ứng ra thị trường. Ngoài ra khoảng 1 triệu sản phẩm khẩu trang đang tiếp tục được sản xuất để cung ứng cho các nhà thuốc lớn cũng như phát miễn phí cho người dân. Khoảng 10 doanh nghiệp dệt may của thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực rất lớn tăng ca, tăng công suất để kịp cung ứng khẩu trang ra thị trường. Với cái tình hình đại dịch COVID-19, nhu cầu về mặt hàng khẩu trang rất là lớn của người tiêu dùng, thì một trong những cái nghĩa vụ đó là bảo vệ người tiêu dùng. Thì với cái thị trường khẩu trang thật giả lẫn lộn ngày nay thì chúng ta rất cần những cái sản phẩm mà đạt chất lượng. Cho nên là với việc doanh nghiệp đã ưu tiên chọn lựa mặt hàng khẩu trang để sản xuất kịp thời đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như đem ra thị trường những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng góp phần vào trong cái mùa dịch này. Và đặc biệt là ở thị trường Huế thì công ty dệt may Huế của chúng ta cũng đang góp tay chung sức đẩy lùi cái đại dịch COVID-19 này bằng việc là gửi đến chúng ta những cái khẩu trang là đặc chủng để chúng ta bảo vệ sức khỏe đó. Và ở đây cô cũng gửi đến chúng ta một vài hình ảnh, đó là mém thấy đây là pháo, một mặt hàng cấm, mém đã rõ. Hình ảnh của thải ra môi trường, rất là đau lòng, một cái màu nước đỏ ngầu. Hay là hình ảnh của cái việc là chúng ta trưng bày hàng hóa ở lề đường, hay là các hàng giả. Đó. Thì ở đây chính là gì? Có những người đã thực hiện rất là tốt cái nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh, thì bên cạnh đó vẫn có những trường hợp là vi phạm pháp luật trong kinh doanh. Trong đó cái nghĩa vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh thì có nhiều doanh nghiệp, nhiều cá nhân vì lợi ích của mình mà thiếu đầu tư, thiếu quan tâm đến cái vấn đề về xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường, làm ảnh hưởng tới cái môi trường chung mà các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây đề cập đến rất là nhiều. Và đây cũng là một nội dung rất là quan trọng. Thì hẹn các em trong một tiết học sau, chúng ta sẽ đi sâu vào cái nội dung bảo vệ môi trường trong sự góp phần phát triển bền vững của đất nước. Cô sẽ trình bày tới các em sau. Còn trong quá trình kinh doanh, chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta còn phải đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Những hành vi như lấn chiếm lòng lề đường và trong kinh doanh thì như vậy những hành vi đó thì không phù hợp. Và như Huế chúng ta đợt này cũng ra quân để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ của chúng ta, làm cho thành phố chúng ta xem xanh đẹp, sạch. Các em có đồng ý với cái quan điểm đó không ạ? Như vậy quyền thì đi liền với nghĩa vụ. Và như vậy kết luận lại của chúng ta quan sát cho cô về phần nghĩa vụ thì chúng ta lưu ý những nghĩa vụ của người kinh doanh phải thực hiện trong quá trình kinh doanh của mình. Bây giờ cô xin tổng kết lại bằng một cái sơ đồ. Quyền tự do kinh doanh của chúng ta, em cần nắm cho cô về khái niệm. Đó là mọi công dân có quyền tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh khi đủ điều kiện do pháp luật quy định. Thứ hai, chúng ta có quyền được khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh. Và sau đó, trong quá trình kinh doanh, công dân chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định mặt hàng kinh doanh, quy mô kinh doanh, hình thức tổ chức kinh doanh. Và nghĩa vụ thì chúng ta kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, kinh doanh phải nộp thuế và bảo vệ môi trường, cũng như là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và đảm bảo là tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đó là nội dung bài học, tiết học mà chúng ta tìm hiểu trong nội dung về phát triển kinh tế, quyền tự do kinh doanh của công dân. Vậy cô có một cái tình huống chúng ta cùng giải đáp xem. Sau khi đăng ký các nguyện vọng cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, bằng A và bằng B cùng trao đổi về một số định hướng trong tương lai. Bằng A nói rằng, nếu đầu đại học, mình dự định sẽ học thêm tiếng Anh để phục vụ cho công việc sau này. Bằng B nói, mình sẽ vừa học đại học, vừa mở một địa điểm bắn súng sơn vì mình rất thích trò chơi này. Bằng A hỏi, việc mở địa điểm bắn súng sơn đó chắc là khó lắm. B nói, không có gì khó cả, ba mẹ mình có tiền thì chỉ cần thuê địa điểm rồi mở thôi, không cần đăng ký với ai cả. Như vậy, ném xem tự là suy nghĩ của bằng B vừa nói trên đúng hay sai, vì sao? Và ở đây thì chúng ta cũng thắc mắc về trò chơi bắn súng sơn, thì cô cũng có một chút hình ảnh minh họa chúng ta. Đây là trò chơi bắn súng sơn, một trò chơi vận động rất là khỏe mạnh, bổ ích, đòi hỏi kỹ năng rất là nhiều, đúng không? Và ai sau trò chơi mà gọi là người sạch sẽ nhất, đó là người chiến thắng. Vậy thì với cái quan điểm của bằng A, thì chúng ta thấy rằng quan điểm của bằng B, đó là bằng B suy nghĩ về việc mở địa điểm bắn súng sơn mà không cần đăng ký với cơ quan chức năng, thì đó là sai. Vì theo luật đầu tư năm 2017 phụ lục 4 thì có quy định về một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đăng ký kinh doanh. Trong đó có đề cập đến việc kinh doanh bắn súng sơn. Như vậy riêng cái trò chơi bắn súng sơn là chúng ta phải đăng ký kinh doanh. Vậy thì việc đăng ký kinh doanh nó có ý nghĩa như thế nào? Vì có nhiều người khi kinh doanh họ không muốn đăng ký kinh doanh. Thì mẹ em biết rằng khi kinh doanh mà đăng ký được nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thì nó có một ý nghĩa rất lớn, đó là nó tạo ra một cái cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh. Như nên chúng ta cần phải gì đăng ký kinh doanh để khi xảy ra tranh chấp, xảy ra vi phạm trong kinh doanh, chúng ta có cơ sở pháp lý để được nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tại vì sau khi học bài học quyền kinh doanh thì chúng ta đã mong muốn mình khởi nghiệp chưa? Thì có nhiều bạn rất có cái đam mê thích thú về kinh doanh. Thì thực sự là tùy vào khả năng, tùy vào điều kiện và sở thích của chúng ta hoàn toàn có thể khởi nghiệp kinh doanh, trở thành những doanh nhân ở trong tương lai, đúng không ạ? Tuy nhiên cô cũng nhắn gửi chúng ta là trong kinh doanh thì chúng ta cần lưu ý, đó là chúng ta tìm hiểu kỹ về những ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh. Như vậy chúng ta làm đúng quy định pháp luật. Kinh doanh chúng ta cần đăng ký và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước. Và đó là trong kinh doanh con người chúng ta thường bị ảnh hưởng, bị lôi kéo bởi cái yếu tố lợi nhuận trong kinh doanh. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng chúng ta lời cho mình thì đừng hại cho người khác. Mang lại lợi ích cho bản thân, làm giàu cho bản thân, gia đình. Nhưng mà chúng ta giữ cho mình đó là cái đạo đức ở trong kinh doanh, cái tính nhân văn ở trong kinh doanh. Và mong rằng các em sẽ trở thành những cái nhà kinh doanh thành công ở trong tương lai. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại bài học này bằng một vài câu trắc nghiệm sau. Câu 1. Công dân có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh là nội dung cơ bản của pháp luật ở lĩnh vực nào? A. Lao động, B. Tài chính, C. Kinh tế và D. Công vụ. Thì ở đây quyền hoạt động kinh doanh là quyền mà nãy giờ cô trò chúng ta tìm hiểu, nó liên quan tới nội dung về pháp luật về phát triển kinh tế, cho nên ở đây đáp án đúng của chúng ta là lĩnh vực kinh tế. Câu 2. Theo quy định của pháp luật về phát triển kinh tế, mọi công dân khi tiến hành các hoạt động kinh doanh cần thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? A. Tuyệt đối không để người lao động thất nghiệp. B. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. C. Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khác. Và D. Đảm bảo nhu cầu cho nhân viên ở doanh nghiệp.
Thì rõ ràng mà em thấy rằng là gì? Những đáp án này á, là đều là những mong muốn của các doanh nghiệp. Nhưng mà liên quan tới nghĩa vụ trong kinh doanh thì đáp án chính xác của chúng ta, một nghĩa vụ vô cùng quan trọng, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đáp án B là chính xác. Câu 3. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, ông M bí mật bán thêm những mặt hàng không được ghi trong giấy phép kinh doanh. Ông M đã vi phạm nội dung cơ bản của pháp luật ở lĩnh vực nào sau đây? A. Quốc phòng. B. Kiểm toán. C. Công vụ. D. Kinh tế. Vâng, đây là bán thêm những mặt hàng không được ghi trong giấy phép kinh doanh và liên quan tới quyền kinh doanh thì vẫn là nội dung cơ bản của pháp luật ở lĩnh vực kinh tế. Đáp án D là chính xác. Và câu cuối cùng. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp. Căn cứ vào A. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp. B. Ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. C. Thời gian kinh doanh của doanh nghiệp. D. Đề án phát triển nhân lực. Thì ở đây là các mức thuế khác nhau được pháp luật quy định, nó căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. Đáp án B là chính xác. Vậy nếu bạn nào mà trả lời được 4 câu hỏi trắc nghiệm của cô đến bây giờ thì là những bạn đã nắm được bài học hôm nay của chúng ta. Như vậy bài học hôm nay của chúng ta liên quan đến quyền tự do kinh doanh của công dân, một cái quyền hiện được quy định ở trong hiến pháp và pháp luật. Mong cô chúc cho các em sau tiết học này vừa là nắm được bài học và sau này trở thành những doanh nhân thành đạt. Xin cảm ơn các em và hẹn gặp lại ở những tiết học lần sau.